Tôi là Carrick, tôi là huấn luyện viên rugby. Đây là một cuộc thi công bằng, uy tín và đầy thử thách. Nếu bạn là một người có thừa bản lĩnh, tài năng và đam mê, hãy đến với rugby, hãy tham gia rugby và về với đội của Carrick.